Thì với hai cọng này của nó sẽ cọng nào nó có sạc nhanh nó sẽ tự nhận bị cái thiết bị có thể sạc nhanh để nó cung cấp cái dòng sạc nhanh. Đấy, nhận sạc rồi này. Sạc nhanh 28% khoảng 1 giờ 17 phút nữa sẽ sạc đầy. Xin chào các bạn nhé, hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn lắp một chiếc sạc dự phòng có chức năng sạc QC 3.0 sạc nhanh ấy, từ những cái box mình đặt trên mạng như này. Thì link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé, cả cái phần mà link box này và link pin này. Đấy, mình mua đâu thì mình chỉ các bạn chỗ đó. Các bạn mua mấy cái chỗ mà pin nó bao sẵn dung lượng này thì yên tâm hơn, không có máy đo nó được yên tâm. Cứ mua pin cũ về chả bao nhiêu, chả biết pin nào pin hỏng đâu, nhìn cái số là uy tín tí là được. Đây mình mua cả mấy bọc pin này, đấy, về bọc cho nó nhìn nó ngầu hơn. Rồi cái này thì cũng chả có gì cả, mỗi việc mua về ráp thôi. Bây giờ bắt đầu ráp thôi nhá. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành bọc cái vỏ kia nó. Mình sẽ bỏ cái vỏ cũ nó đi. Nhét vào tay.
con iPhone 5 này nó không có sạc nhanh thì nó sẽ vào cái cổng 5V 3A này và đầu out. Đây out là 5V 3A. Còn nếu mà đây thì mình sẽ đổi khi thiết bị có sạc nhanh thì nó chuyển sang cổng quản quy trắc này. Thì với hai cổng này của nó sẽ cổng nào nó có sạc nhanh nó sẽ tự nhận bị cái thiết bị có thể sạc nhanh để nó cung cấp cái dòng sạc nhanh. Đấy, nhận sạc rồi này. Sạc nhanh 28% khoảng 1 giờ 17 phút nữa sẽ sạc đầy. Đấy nha, sạc nhanh em nhá. Đấy, rất là ngon. Dùng lượng rất khủng nữa, tha hồ mà sử dụng. Từ giờ thì mất điện đỡ lo rồi. Vậy con này khá là ngầu nữa. Vậy là mình đã cùng các bạn ráp thành công cái sạc dự phòng như này nhé. Đấy, với những cái viên pin cũ thôi, tận dụng này, nhưng cái dung lượng của nó rất là đảm bảo. Có khi theo xe pin laptop nó chỉ hỏng một viên rồi, tất cả các viên mình còn lại rất là ngon. Đấy, bọc vỏ vào nhìn quá chất luôn, trong suốt, nhìn ngầu đã, kiểu gì, đi đâu cũng phải ai cũng phải nhìn thôi. Đấy, bật hai cái đèn này. Của mình mấy cái loại có một cái bóng đèn to thì nó vẫn như này thôi, đây thì hai bóng đèn nhỏ. Đó, nói chung là nó giống nhau hết. Rồi, link thì mình để dưới phần mô tả video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.